Eunbin, Kim Hae Soo vượt xa các nam thần trong bảng xếp hạng diễn viên Hàn tỏa sáng nhất năm 2022. Năm 2022 có rất nhiều tác phẩm thành công và cũng vì thế mà có rất nhiều ngôi sao đã tỏa sáng và được yêu thích. Bảng xếp hạng những ngôi sao tỏa sáng nhất của Gallup được tổ chức thường niên mỗi cuối năm với sự tham gia bỏ phiếu của 1.771 người tại Hàn ở nhiều lứa tuổi đã có kết quả. Đã có 9 ngôi sao được bình chọn nhiều nhất. Top 9, Son Seok Gu 2,4%. Đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng năm nay chính là nam diễn viên Son Seok Gu của bộ phim My Liberation Note. Sự thành công của phim lẫn Son Seok Gu đều nằm ngoài dự đoán của khán giả. Phim khá là chân thực và buồn, ai cũng nghĩ sẽ bị chìm giữa các tác phẩm nổi tiếng khác, nhưng không. Chất lượng nội dung và giá trị nhân văn đã lên tiếng, diễn xuất thực lực của Son Seok Gu đã tạo ra sức hút cho nhân vật khiến khán giả vô cùng mê đắm. Top 8, Lee Byung-hun 2,5%. Đứng thứ 8 là Lee Byung-hun, nam chính của Our Blues. Với diễn xuất vững chắc, Lee Byung-hun đã truyền tải hoàn hảo đến khán giả tính cách, bản chất và tâm tư của nhân vật. Những chủ đề nổi cộng nhất trong quá trình Our Blues phát sóng đều là về nhân vật và diễn xuất của nam thần này. Top 7, Hyunbin 2,6%. Hyunbin chắc chắn là chú rể nổi bật nhất của năm 2022 sau đám cưới với nữ thần Son Jae-jin. Không chỉ có thế, ở mảng phim ảnh, Hyunbin cũng đã kịp có màn tái xuất rất ấn tượng với movie Đặc vụ xuyên quốc gia. Đây đã là phần 2 và câu chuyện phim tiếp tục theo chân chàng đặc vụ Bắc Hàn Hyunbin trong vụ án mới cực kỳ gay cấn. Rời xa hình ảnh bảnh bao trên truyền hình, Hyunbin đã trở thành nam thần gai góc và bụi bặm nhưng cực kỳ lãng tử. Top 6, Lee Chung-chae 2,9%. Năm 2022, Lee Chung-chae không tái xuất nhưng với sức hút cực lớn từ Squid Game năm ngoái, anh vẫn nghiêm nhiên chiếm được 2,9% phiếu bầu và đứng hạng rất cao trong bảng diễn viên tỏa sáng năm nay. Danh tiếng của nam thần này đã có từ lâu, các fan đều rất chờ đợi phim mới của Lee Chung-chae và nếu là Squid Game 2 thì sẽ còn tuyệt hơn vì có vẻ nhà sản xuất đang rất muốn mời anh tiếp tục tham gia. Top 5, Song Joong-ki 3,3%. Mặc dù Song Joong-ki tái xuất khá là muộn, tận tới tháng 11 mới trở lại màn ảnh nhỏ cùng cậu út nhà tài phiệt, thế nhưng đã leo lên top rất cao trong bảng xếp hạng này, chứng minh danh tiếng vững chắc của anh trong lòng khán giả nước nhà. Có được điều này tất cả là nhờ ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt và cách chọn phim xuất sắc của Song Joong-ki. Anh là một trong những nam thần cuối 8X chất lượng nhất của làng phim Hàn. Top 4, Ko Doo Sim 4,2%. Thật bất ngờ là Ko Doo Sim lại vượt qua rất nhiều gương mặt trẻ ăn khách khác để leo thẳng lên top 4 của bảng xếp hạng diễn viên tỏa sáng năm 2022. Mặc dù tuổi đã cao nhưng nữ diễn viên này rất chăm chỉ và luôn tái xuất với tác phẩm chất lượng. Từ Our Blues sang Curtain Call, hai vai diễn với hai số phận khác biệt, Ko Doo Sim tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng không nhỏ của mình giữa một dàn sao gạo cội chất lượng của làng phim Hàn. Top 3, Nam Cung Min 11,3%. Với luật sư 1.000 won, năm 2022 đã lại tiếp tục là một năm đáng nhớ của Nam Cung Min. Bộ phim ra mắt thuận lợi, rating cao, diễn xuất của Nam Cung Min được công nhận và yêu thích rầm rộ. Phải nói rằng anh diễn hài cực duyên, tạo ra hình ảnh nhân vật rất thú vị, đi vào lòng người xem. Năm 2022 này còn đánh dấu một trang mới trong cuộc đời Nam Cung Min nữa, đó là anh đã kết hôn, trở thành người đàn ông của gia đình rồi nha. Top 2, Kim Hae Soo 13%. Năm 2022 quá là mỹ mãn với Kim Hae Soo bởi đầu năm có tòa án vị thành niên thành công, cuối năm lại có Dưới bóng trung điện làm trao đảo màn ảnh nhỏ. Ở cả hai phim, Kim Hae Soo đều khoe được diễn xuất chất lượng, mặc dù hai nhân vật ở hai tác phẩm này có sự khác biệt rất nhiều. Đặc biệt nhân vật trung điện đã trở thành chủ đề bàn tán cực lớn trên mạng xã hội suốt thời gian phát sóng. Top 1, Park Eun-bin 13,6%. Và người tỏa sáng nhất trong năm 2022 này đã lộ diện rồi đây, chính là nữ diễn viên Park Eun-bin. Cùng với việc nữ luật sư kỳ lạ U Dương U đạt được những thành tích cực đỉnh, Park Eun-bin cũng nâng cao danh tiếng cấp số nhân chỉ trong một năm, trở thành ngôi sao được săn đón và tăng fan mạnh nhất. Cho đến nay, phim đã kết thúc vài tháng rồi, nhưng khán giả vẫn ghi nhớ tới cô nàng rất nhiều. Chắc chắn Park Eun-bin cũng sẽ là ứng cử viên cho những giải thưởng lớn sắp tới. Những cái tên trong top này đều xứng đáng, tuy rằng vẫn còn thiếu quá nhiều những cái tên nổi bật khác. Nhìn một lượt mọi người đã nhận ra gu của khán giả Hàn luôn là thực lực, họ ít bị chi phối bởi ngoại hình. Nhờ vậy mà bảng xếp hạng này càng uy tín hơn, 15 năm tổ chức và luôn cho ra kết quả đúng đắn. Chúc mừng Park Eun-bin và dàn diễn viên 2022, đây cũng sẽ là bước đệm giúp các ngôi sao tự tin hơn trong chặng đường diễn xuất.